Ê, bữa giờ mày nói với tao buồn nè, tao dắt mày vô đây thấy vui không? Vui. À, ở đây là cái gì mày biết không? Hỏi gì? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân. Con diều của mày đâu, mày có tham gia không? Có, mày thấy đội nào mạnh nhất là đội của tao đó. Đội mạnh nhất rồi. Cái con giống như mà thằng nào cái tao là nó đỏ thì sinh nhân nè, bát mang nè, rồi cái con thằng nó đỏ quá trời luôn, rồi tôm kia đi. Tao có linh thú của nhà tao nuôi nữa nè. Đâu? Ờ, linh thú của nhà tao đây, đây. Gì? Ở đây người ta xịn mình luôn, sang xịn mình luôn. Ở đây người ta thả diều tiền triệu, con diều của mày là diều tự nhiên hả? Trời ơi, diều này trong... Mời để diều tự làm nha mọi người. Mà sánh vai của con linh thú nhà em là mọi người nhìn linh thú nhà người ta nè. Đó, con linh thú nhà em đó. Chẳng có ai lại đấu giá con diều giùm em để em có tiền trang trải cuộc sống nè. Diều em là diều độc lạ Bình Dương nha. Độc lạ Bình Dương hiện có mặt ở Đồng Nai nha mọi người. Đâu, diều đâu? Diều của em đây nè. Ở diều xung quanh ta mà sắc sạch sở. Diều tự làm nha mọi người. Đó, thấy con diều đáng yêu không? Rồi, nhìn diều của người ta nè. Đó, coi nè. Đó, đó, để có ai muốn mua diều của nó không? Đó, mọi người coi diều của người ta nè. Rồi, mày giữ đỉnh bán nhiều. Ừ, mua nhiều bán nhiều à. Có người mua là mừng rồi.